là mình thử chăm sóc em bé nha. Một ngày chăm sóc em bé coi như thế nào nha. Đây, em bé của mình đang cái mặt bẩn quá, đang dùng khăn giấy để lau. Rồi mâm mâm, rồi em bé bò đi nữa. Em bé đi tắm rồi. Đúng rồi, em bé bẩn quá, em bé phải cho em bé đi tắm. Qua wow, cái bồn tắm có coi con vịt nữa nha. Tắm thả chiếc thuyền xuống cho em bé chơi luôn. Ồ, không được rồi, chỉ có con vịt thôi à. Rồi tắt nước rồi. Wow, cho em bé chơi thuyền nha, đồ chơi nhà tắm. Dùng cái bông tắm chà cho bọt xà bông nó lên khắp người em bé cho sạch nha. Rồi xối nước lên cho sạch sẽ. Ok, tắt nước. Cái này là gì vậy? À, cái này là để bắn nước con bóng ra cho em bé chơi. Đây là đồ chơi nhà tắm không à. Rồi xong, ok. Tắm hoài vậy, em bé thích tắm, em bé thích tắm. Wow, thích quá. Em bé rất là thích nước nha. Rồi, tắm xong rồi phải đi làm cái gì đây? Chơi. Tắm rửa sạch sẽ rồi, ăn uống no say, tắm rửa sạch sẽ rồi, thoải mái rồi, bây giờ sẽ chơi thôi. Đây, chơi cái gì đây? Wow, chơi cái trò chơi là cho chú chim nhảy lên cành cây nha. Wow, không tới đúng cái đầu rồi. Không tới, nhảy qua bên này quá, nhảy qua bên này. Wow, cao quá, không tới. Nhanh lên để hết giờ. Nhanh lên, wow, ăn chuối. Trời chơi cho chú chim ăn chuối. Cho chú chim đỏ ăn chuối. Ăn thơm nè, ăn cam nè. Wow, rất là ăn trái cherry đi. Rồi thôi, không được nữa rồi. Nghỉ, không chơi nữa. Chán rồi, rất là chán, trò chơi rất là chán. Và bây giờ em bé muốn đi ngủ thôi, ngủ thôi. Chơi mệt rồi, buồn ngủ quá thôi. Mở nhạc thính phòng lên cho em bé nghe nha. Wow, rồi đắp chăn lại, tắt đèn ngủ. Ui, em bé đã ngủ rồi. Đây là em bé gái nha, tại vì có cái băng đô, có cái nơ trên đầu. Wow, ngủ nằm mơ thấy bay lên vũ trụ luôn. Nằm mơ thấy mà lái xe luôn nha. Wow. Rồi, thức dậy, em bé thức dậy rồi. Bây giờ cho em bé ăn nha. Ngủ dậy là phải ăn mâm. Sau một giấc ngủ dài thì phải được ăn, uống sữa cho nó no mới được. Thôi đút vô miệng em bé mới uống được chứ. Rồi em bé ăn bánh kem mới ghê chứ. Em bé ăn bánh kem luôn. Wow, xong rồi. Ăn táo trắng miệng luôn. Ôi, không ăn nữa. Lau miệng thôi, miệng bẩn quá, lau miệng thôi. Wow. Ăn nữa không? Bà ăn mâm. Ôi, ăn táo. Ăn hết trái táo luôn, lau miệng dơ quá. Lau thôi. Bây giờ thích đi đâu? Rồi, bây giờ tới nghỉ thôi. Ngủ dậy rồi đi chơi. Ngủ dậy à, ăn uống no sai rồi bắt đầu đi chơi cho anh Tấm đi. Rồi anh Tấm tùm. Điều nghệ quá. Chơi lục lạc. Còn cái này là em bé làm gì? Chơi trò gì đây? Có màu. Có màu à? Không phải. Wow, chơi đập bong bóng. Wow, rất là nhiều bóng bay, dễ thương nha.
quá, thích quá. Ôi ôi á, sau một hồi chơi mệt mỏi thì bé sẽ đi ngủ nữa thôi, ngủ trưa. Rồi bé đi ngủ trưa nha. Rồi cho bé đi ngủ trưa đi, nghỉ ngơi đi, ăn uống rồi chơi xong rồi bắt đầu bây giờ bé đi nghỉ nha. Và cái trò chơi chăm sóc em bé của mình đến đây là kết thúc nha. Chào các bạn, bye bye. Thôi em bé ngủ ngon quá, nghe nhạc ngủ đã, mơ mơ những giấc mơ đẹp, thiệt là đẹp luôn. Mơ đi tắm biển nữa. Tắm biển.